Chào anh em, mình là Thanh Tùng, nhân viên của công ty du lịch Lương Gia. Hôm nay rất vui may mắn đồng hành cùng với Lương Gia trong hành trình đưa cán bộ viện mắt đến với lòng hồ thủy điện Hòa Bình. Và hiện tại thì mình đang đứng chờ khách tại khu vực đền Bà Chúa Thác Bờ, nằm trên khu vực Thung Nai, lòng hồ thủy điện Hòa Bình. Và hiện tại thì chúng tôi đang có một hành trình rất vui, rất hấp dẫn và thú vị. Mời quý khách chúng ta hãy cùng thưởng ngoạn những cảnh đẹp của Việt Nam và nhớ là cùng đồng hành cùng du lịch Lương Gia quý vị nhé. Xin chào ạ.